Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh là chủ đề của triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa Việt Nam Dairy 2024 được tổ chức từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2024 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thông tin được đại diện Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết tại họp báo tổ chức sáng ngày 3 tháng 5. Triển lãm là sự kiện quốc tế chuyên ngành quan trọng về lĩnh vực này, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại Việt Nam với vai trò xúc tiến thương mại, làm cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. Triển lãm sẽ mang tới các hoạt động để người tiêu dùng trải nghiệm sữa và các sản phẩm sữa của hàng trăm thương hiệu sữa Việt Nam và quốc tế, được tư vấn dinh dưỡng, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe một cách khoa học và hợp lý, kỹ năng sử dụng sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa. Tại khi triển lãm lần này thì với cái diện tích triển lãm khoảng 4.000 m2 với 200 gian hàng, và chúng tôi có mời các cái nhãn hàng nổi tiếng của Việt Nam, của cả thế giới sẽ tham gia. Ví dụ như Vinamilk, rồi là Nutifood, rồi là Airpods, rồi Mead Johnson, vân vân, Nestle, rồi các cái hãng hiện nay cũng đang thâm nhập vào thị trường Việt Nam, họ sẽ giới thiệu tại triển lãm lần này. Và triển lãm lần này thì chúng tôi nhấn mạnh cái khác biệt so với những năm trước là giới thiệu về các cái sản phẩm mà chúng ta đặt chuẩn về cái kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, rồi Net Zero. Và đặc biệt nữa là chúng tôi cũng thông qua cái triển lãm này để giới thiệu, tìm đối tác, rồi ký kết các hợp tác, rồi giới thiệu các nhãn hàng mới, các sản phẩm mới. Chúng tôi mang đến triển lãm sữa năm nay thông qua nhãn hàng Nestle Milo với cái thông điệp là vì một thế hệ trẻ Việt Nam bền bỉ hơn. Nestle Milo trong những năm qua luôn luôn kiên định với một cái cam kết và một sứ mệnh, đấy là vì một Việt Nam khỏe mạnh và to lớn. Đặc biệt là các hoạt động thúc đẩy về dinh dưỡng hợp lý và thể thao, tăng cường các cái vận động cho trẻ em Việt Nam. Sự kết hợp này thì chúng tôi cũng đã có một cái nghiên cứu với Viện Dinh dưỡng Việt Nam để chứng minh khoa học, và thông qua một cái nghiên cứu lâm sàng đã tăng tất cả các cái yếu tố, thành tố về sức khỏe, trong đấy có đặc biệt là các thành tố về sức bền. Tại chương trình, theo ban tổ chức, với nỗ lực không ngừng, ngành sữa Việt Nam đã đảm bảo được cơ bản nhu cầu sữa cho người dân Việt Nam. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng sữa bình quân đầu người của Việt Nam hiện vẫn còn thấp so với thế giới, chỉ đạt 26-28 lít một người một năm, trong khi Thái Lan là 35 lít một người một năm, Singapore là 45 lít một người một năm và các nước châu Âu từ 80-100 lít một người một năm. Ngoài cái việc mà cung cấp dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe cho người dân thì Vinamilk cũng hướng tới một cái sự phát triển bền vững để tạo ra một cái môi trường xanh bền vững cho phát triển chung của xã hội. Và đồng hành với Hiệp hội Sữa chúng tôi tham gia triển lãm năm nay ấy, thì chúng tôi cũng mong muốn đưa ra một cái thông điệp là bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh, và đem về rất nhiều những cái hoạt động bổ ích trong triển lãm. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng với nhiều cái chuyên gia cũng như doanh nghiệp đầu ngành thì sẽ đem đến những cầu nối để phục vụ cho cái sự phát triển của ngành sữa. Trong thời gian triển lãm, ban tổ chức, đơn vị tài trợ, các cơ quan, hiệp hội ngành hàng sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành sữa Việt Nam, phổ biến một số văn bản pháp luật và xu hướng tiêu dùng liên quan đến ngành sữa Việt Nam, talk show ứng dụng chuyển đổi số trong ngành sữa và các hoạt động tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe bò sữa cho các hộ chăn nuôi, trang trại bò sữa. Ngày 2 tháng 5, theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2024, hoạt động thông quan xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa tại một số cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn vẫn diễn ra sôi động. Phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu cũng được thông quan nhanh chóng và thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Theo đó, trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng ở các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã làm thủ tục thông quan cho trên 5.300 phương tiện, trong đó hơn 2.100 phương tiện là hoa quả xuất khẩu. Tổng trọng lượng nông sản xuất nhập khẩu, bao gồm hoa quả các sản phẩm từ nông sản, là khoảng trên 55.790 tấn. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Tân Thanh vẫn là hai cửa khẩu có hoạt động biên mậu sôi động nhất. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn diễn ra ổn định và thông suốt là do sự chủ động của các lực lượng chức năng cửa khẩu trong việc sớm thông báo đến các doanh nghiệp, chủ hàng về thời gian thông quan.
Thưa quý vị, mới đây Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định số 497 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030. Theo đó, đối với quy hoạch kết cấu hạ tầng sân bay, bổ sung bãi tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất tại vị trí phía tây sân đỗ máy bay của nhà ga hành khách T2, bổ sung trung tâm đào tạo thực hành cho nhân viên cứu nạn chữa cháy tàu bay tại vị trí phía tây nam của cảng. Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung, sẽ bổ sung quy hoạch nhà để xe cao tầng tại vị trí phía đông đài kiểm soát không lưu cùng với hệ thống giao thông kết nối. Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 2 tháng 5. Theo đó, giữ nguyên giá đối với xăng E5 RON92 ở mức 23.910 đồng một lít, tăng 40 đồng một lít, đối với xăng RON95 lên 24.950 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 110 đồng một lít xuống 20.600 đồng một lít. Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành không trích lập, cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Theo thông báo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, dự kiến sản xuất lúa cả nước năm 2024 sẽ đạt 43 triệu tấn, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hơn 8 triệu tấn. Sản lượng gạo hàng hóa xuất khẩu năm 2024 của Việt Nam chủ yếu vẫn tập trung ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo yếu tố thời tiết không thuận lợi, nguồn cung chưa dồi dào, trong khi nhiều nước có xu hướng gia tăng nhập khẩu để dự trữ. Dự báo thế giới sẽ thiếu hụt khoảng 7 triệu tấn gạo trong năm 2024. Điều này tạo ra cơ hội cho các nước xuất khẩu gạo, trong đó có Việt Nam. Thưa quý vị, dưới tác động của thời tiết và nhiều nguyên nhân khách quan, việc nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản đang trở nên khó khăn. Do đó, để phát triển ngành thủy sản bền vững, đòi hỏi cần triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội để bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, thúc đẩy tăng trưởng xanh, nâng cao đời sống và sinh kế cho người dân, ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Nam Định. Bao nhiêu tuổi đời thì bấy nhiêu năm ông Phạm Văn Cường, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu gắn bó với con tôm thẻ chân trắng. Nhưng sau nhiều phen lao đao vì mất tôm, 2 năm nay, gia đình ông quyết định chuyển sang mô hình đa dạng con giống nhằm giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất. Nuôi rất là khó, cho nên là mình muốn áp dụng mà mình đưa con vật nuôi mới vào. Nếu con cá hồng Mỹ hoặc là mình tăng gia sản xuất thì mình nuôi thêm cái con đơn không bùn. Thời tiết biến đổi, nắng mưa không thuận hòa, không chỉ người nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn mà việc vươn khơi bám biển của ngư dân cũng trở nên gian nan. Nếu như năm nay thời tiết thuận thì nó chất được, nhưng mà thời tiết không thuận thì con cá nó không về. Để bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, tỉnh Nam Định đã ban hành kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030. Theo đó, cứ 5 năm một lần, tỉnh thực hiện điều tra đánh giá tổng thể nguồn lợi và môi trường sống thủy sản tại vùng lộng và vùng biển ven bờ của tỉnh. Điều chỉnh cơ cấu lại các nghề khai thác thủy sản phù hợp với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản theo hướng không phát triển, và giảm dần một số loại nghề khai thác không thân thiện với nguồn lợi và môi trường, có tính chọn lọc thấp, khai thác thủy sản còn non ở vùng biển ven bờ và vùng nội địa. Về nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ trong cái việc chuyển đổi sinh kế cho cộng đồng ngư dân, đặc biệt là ngư dân chủ yếu sống dựa vào khai thác nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ. Bằng nhiều biện pháp tích cực trong việc tái tạo nguồn lợi thủy sản, năm 2023, tổng sản lượng thủy sản của Nam Định ước đạt gần 195.000 tấn. Tốc độ tăng trưởng sản xuất thủy sản năm tăng khoảng 5,5% so với năm trước. Toàn tỉnh hiện có trên 15.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trên 1.700 tàu cá, với gần 5.300 lao động khai thác thủy sản trực tiếp.